giống với đặc sắc rồi. Mai ngày đẹp trời đi bắt chấm trắng anh em nhá. Mồi chui chấm chép anh em nhá. Không phải ốc ác gì cả. Mỗi ngô ngọt mới cắm ngô luộc thôi anh em nhá. Mấy ít cốm hết rồi. Xốp. Rồi anh em để xem nay kết quả nào nhá. Tí ra hồ thì phịt. À quên. Quay phim. Ăn tiền rồi. Ăn tiền chưa? Ăn tiền rồi. Quay để làm con ạ. À được, ngon. Tổ lên hình nhá, đẹp trai vãi vãi đái luôn. Tổ ạ. Anh quay em phát này thì hot luôn. Thank you.
nó chả cần câu xa đâu thôi. À có, tháng qua lỗ cương. Thằng cương qua lỗ. Không biết. Thằng cương qua lỗ mà. Cương qua lỗ. Chim. Đứt rồi. Đứt rồi. Mắc cái đéo gì nó đứt. Lâu quá rồi. Hỏi được cái phao rồi đang ngưỡng càng được 15.000. Bảy con ma rồi. Bảy con ma rồi. Đây là đã mùi đấy, được mùi nào đâu mà ma. Sáu mùi. Nhìn nó biết. Chưa được 1 mét nữa không? Vâng. Hay sao?
Vâng. Em đâu? Lấy ngồi con xe máy. Mẹ ông. Lấy bữa này làm gì? Đánh bơi trong kia tối vào kinh lắm. Con này đủ đấy ạ.
Thank you.
Con chép thì mang về rồi nhá. Còn hai con trôi. Hai con đều to anh em nhé. Chân này. Hai gói tầm 2 cân. 2 cân một con anh em. Ok. Hẹn gặp lại anh em các cái video sau nha. Tiếc là tối nay buổi chiều thì có người câu, tối có một mình nếu nó không quay phim được anh em xem. Ok. Trôi to này anh em ạ, tầm 2 cân một con. Anh em tưởng là nhỏ, hai con bằng nhau này, hai con trôi to bằng nhau. Tưởng là nhỏ. Nó cân này có 2 cân thôi, nó rơi khoảng tầm 2 cân rưỡi anh em ạ. Thế cũng không phải nhỏ anh em nhá. 2 cân rưỡi, gọi là 2 cân rưỡi một con đây, 2 cân rưỡi một con thì hai con được khoảng 5 cân, 5 cân với cả con chép khoảng 3 cân nữa. Con chép thì to, con chép khoảng 3 cân nữa. Đấy, bài mồi này đánh cũng khá hiệu quả anh em. Đây. Hai con to như nhau anh em. Con này nó cong lên này, nhìn như thế này đây. Hai con to như nhau. Không ơi, ok anh em, bài mồi này đánh cũng khá hay. Anh em mà thắc mắc gì thì cứ để lại nhắn tin lại cho mình ở trên kênh ấy thì mình sẽ trả lời anh em sau. Ok, bữa nay thì đi câu lục, thì bữa sau thì cố gắng đi câu lăng xê anh em nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau. Hôm nay được 3 chú, còn bong thì phải nói nó cực kỳ nhiều, dính cả chấm cơ. Chấm vào nhưng mà giật bong mất mấy con. Bung thì không tính, tính là lên bờ, bung thì rất chi nhiều. Cả lổ mất một cái ngũ nữa. Tính là tính cho con lên bờ thôi, là hai trôi một chép anh em nhé. Hai trôi một chép thì rơi khoảng tầm 8 cân cá. Ok, hôm nay đi thì không bị lỗ tiền hồ rồi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Đấy, trôi vẫn đang sống, ngáp ngập ngạp 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 này. Ok anh em.